Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh VN360. Hiện tại là mình đang ở đây là thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Thôn Ngọc Đà nổi tiếng với nghề trồng đào. Thật ra là cây hoa đào đã có ở địa phương gần 30 năm nay rồi các bạn ạ. Hiện nay thì thôn Ngọc Đà đã có hơn 100 hộ trồng đào với diện tích trên 30 mẫu. Đối với người dân nơi đây thì trồng đào đã trở thành một nghề đem lại thu nhập khá, vươn lên làm giàu, giúp nhiều hộ gia đình cải thiện cuộc sống từ đất nông nghiệp. Tại thôn trồng đào Ngọc Đà hiện nay thì chủng loại đào cảnh rất là phong phú. Bên cạnh cây hoa đào cắt cành là chính thì thôn Ngọc Đà còn có nhiều diện tích trồng đào thế. Đào thế thì có rất là nhiều loại như là đào thế dáng long, dáng siêu, dáng trực và đào rừng cổ thụ rất là bắt mắt. Thường là cho khách thuê để ở văn phòng, công ty hoặc là các hội trường trong những ngày Tết. Quý vị và các bạn có dịp mà ghé thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, càng gần đến ngày Tết Nguyên Đán, càng gần tới Tết Nguyên Đán thì trên cánh đồng trồng đào của thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm thì rất là nhộn nhịp và tấp nập, khách đến lấy buôn rồi khách đến mua về chơi cho gia đình, khách đến mua hoặc thuê cho công ty. Có hai hình thức là các bạn có thể mua hoặc là thuê. Sau khi chơi xong thì các bạn có thể gửi lại nhà vườn họ trồng và chăm sóc cho quý vị, và đến Tết sang năm thì các quý vị lại có thể lấy về chơi. Còn giá cả như thế nào thì còn phụ thuộc vào tùy từng năm, tùy từng thời điểm, và quý vị và các bạn có thể là liên hệ và thỏa thuận trực tiếp với chủ nhà vườn. Đấy, rất là nhiều các loại đào. Mình sẽ đi dạo qua một vòng quay cho các bạn xem. Đây là một số loại cây đào thế đây. Đấy, rất là đẹp nha các bạn nhé. Hoa lở, có cả nụ. Khi các bạn chọn đào thì các bạn cần phải xem là cây đào nó có cả hoa nở này, có nụ này, rồi này có nọc, rất là đẹp với các bạn nha. Mình sẽ quay gần một cây cho các bạn xem. Đây, đấy, các bạn có thể nhìn thấy cây đào thế gốc rất là to đây các bạn này, gốc rất to rất đẹp nha, hoa rất nhiều, nụ cũng có, nọc cũng có, đấy, búp xanh non, có cả những nụ hoa sắp nở. Thì các bạn có thể chơi được dài ngày trong dịp Tết các bạn ạ. Rất đẹp, đứng gần cây đào mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Rất là thơm các bạn ạ, mùi hương thơm nhẹ nhẹ, rất là tuyệt vời. Thì mình có thể số điện thoại để cho các bạn có thể liên hệ trước và hỏi giá trước khi các bạn đến. Đấy, đây là các loại đào cành. Tức là khi trồng lên cây như thế này thì lúc nào khi nào mà đến Tết bán thì nhà vườn họ sẽ cắt nguyên cả cái thân như này để làm một cái cành và mang đi bán. Các bạn có thể trực tiếp ra tận vườn, các bạn chọn cây xong nhà vườn họ sẽ cắt cho các bạn. Đây là đào chơi cành nha các bạn nhé. Đấy, họ sẽ cắt trực tiếp từ cái thân cây này luôn và lấy nguyên cả một cái cây này để làm cái cành cho các bạn về cắm vào các lọ hoa để chơi Tết. Đấy, ok, mình đã nhìn thấy một bác chủ nhà vườn đang tưới cây ở dưới. Mình sẽ xuống mình hỏi nói chuyện với bác xem tình hình như thế nào. Đấy, đây là toàn bộ vườn đào cành nhé các bạn nhé. Đào thường thì có khoảng 3 loại chơi, là các bạn chơi đào cành, các bạn chơi đào thế cổ thụ, hoặc là các bạn chơi đào rừng. Các bạn có thể chơi đào cành đào rừng hoang dã, hoặc là các bạn có thể chơi các loại đào thế, đào cổ thụ mà đã qua tay người nhà vườn họ chăm sóc, chăm bón để họ cắt tỉa cho các bạn thì nó sẽ đẹp hơn. Đây là một cây đào thế rất là đẹp nha các bạn nha. Đấy, cây này mà về trưng bày tại sân vườn của các nhà biệt thự, hoặc là các bạn có thể đi
làm quà tặng thì rất là tốt, rất là đẹp. Đấy, thì đây mình sẽ quay sát vào số điện thoại của một bác chủ nhà vườn ở đây cho các bạn xem. Đây, mình sẽ quay sát vào số cho các bạn xem nha. Đấy. Đấy, mình đang hỏi giá cho các bạn xem đấy. Đấy, đây là bác chủ của nhà vườn nhé. Đây, số điện thoại đây các bạn nhé. Các bạn có thể gọi và hỏi trực tiếp để anh con trai chủ của bác nhà vườn này tư vấn cho các bạn, tư vấn và báo giá cho các bạn. Nếu cần thì anh có thể vận chuyển đến tận nơi cho các bạn. Còn giá như thế nào thì các bạn cứ hỏi và thương lượng với chủ vườn các bạn nhé. Mình không báo giá trực tiếp luôn cho các bạn, bởi vì đơn giản là giá tại thời điểm mình quay nó sẽ khác với cái giá tại thời điểm mà các bạn gọi đến chủ vườn. Vì giá nó còn phụ thuộc vào từng ngày nhé các bạn nhé. Giá đào có thể thay đổi theo từng ngày. Thứ hai là mình cần phải bảo vệ cả quyền lợi cho người mua cũng như là bảo vệ quyền lợi cho người bán, nên đôi khi mình báo giá nó không được chính xác. Vì tại thời điểm mình quay có thể giá nó sẽ khác. Đấy, mình sẽ đi một vòng quanh một vườn đào cảnh. Đây là một cây đào thế rất là đẹp này các bạn này. Đấy, mình sẽ quay từ dưới lên trên cho các bạn xem. Đấy, rất là nhiều hoa nhá, có cả nụ hoa sắp nở này, có cả lộc lá non rất là nhiều. Đấy, cây rất là cao các bạn nhé. Những cây đào thế hoặc là đào thế đào rừng thì hoặc là cổ thụ thì nó rất là cao các bạn nhé. Nó cao khoảng hơn đầu mình, tức là khoảng tầm 1m8 đến 2m. Có cây nó khoảng 2m rưỡi các bạn nhé. Có cây cao khoảng 2m rưỡi, còn thông thường nó cao khoảng từ 1m rưỡi đến 2m các bạn. Còn có những cây nó rất là to cao các bạn nhé, rất là đẹp. Đấy, cây này rất là đẹp này các bạn này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé. Ngọc Đà là một thôn nổi tiếng về trồng đào nhé, có nguồn gốc từ 30 năm nay rồi các bạn ạ. Thôn Ngọc Đà chuyên trồng đào, có lịch sử là 30 năm trồng đào rồi các bạn nhé. 30 năm trồng đào rất là nổi tiếng ở Hưng Yên cũng như là trên toàn quốc đấy các bạn nhé. Mình nhắc lại là thôn Ngọc Đà chuyên trồng đào nổi tiếng, thuộc xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, là trồng đào nổi tiếng toàn quốc các bạn nhé. Rất nhiều du khách cũng như rất nhiều khách hàng cũng như rất nhiều lái buôn đến đây để mua đào phục vụ cho các bạn trong dịp Tết. Đấy, cây này có rất là nhiều hoa này, hoa rất là tươi này các bạn này, hoa tươi, nụ, những cái nụ hoa mà sắp nở thì các bạn cũng phải để ý, nó vẫn cần phải có nhiều nụ hoa sắp nở nữa thì các bạn sẽ chơi được dài ngày hơn. Đấy, đây là một cái cây rất là đẹp. Cây này cây hàng mẫu, các chú các bác và các anh đang trưng bày ngay tại đầu vườn, ngay tại đường, trên đường đầu vườn đây các bạn nhé. Đấy, cực đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, đây là một gốc đào rất là to, nó rất là cao nhé các bạn nhé. Đấy, mình ngửa hẳn lên thì mới quay được hết ngọn của nó nhé. Đây này cao chắc khoảng 2m rưỡi 3m các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình nói chuyện với một anh chủ vườn nhé các bạn nhé. Và mình sẽ cung cấp cho các bạn về thông tin số điện thoại và tên tuổi của anh thôi, còn giá cả như thế nào thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho anh chủ vườn, anh Đinh Xuân Anh nhé các bạn nhé. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với anh Đinh Xuân Anh, một trong những chủ vườn trồng đào lâu năm tại thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Kênh của mình là chuyên đưa về cuộc sống cũng như con người cũng như nét đẹp của từng làng quê, thôn xóm của đất nước Việt Nam. Đấy, nên các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình cũng như ủng hộ cho những bà con nông dân vất vả ngày đêm để làm ra những cái sản phẩm cho chúng ta mua, chúng ta sử dụng. Và một lần nữa mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Tạm biệt các bạn.